tuy là cái dàn lúa sập nhưng mà cái máy này chạy không có bị bựa máy luôn các bạn ơi. Máy rất là mạnh ha. Miếng ruộng này nó dài nè các bạn ơi, tuốt tuốt ngoài kia rồi. Giờ tới mấy anh mấy kéo này xuống nha. Ê, dốc quá gắt, nó nhõng cái dĩ cầu ở phía sau lên các bạn. Quan được hai dĩ cầu gắt quá. Tài xế cho hạ cái hàm sát xuống luôn các bạn ơi. Chạy cũng gần xong rồi các bạn ơi. Giờ này gom lại chạy quá đẹp luôn các bạn. Trời cũng gần tối rồi. Chiếc máy cộ này chạy tiếng nổ như xì bo.
nghe đã ha. Di chuyển vô nha các bạn. Nó máy cắt xong mà hiện giờ đậu đây để chuẩn bị chị lên các bạn ơi. Xả bồn rồi. Đang vệ sinh máy nha, thổi bụi rồi này kia ra hết. Giờ tối rồi cũng chạy vô chắc nghỉ các bạn. Rồi máy di chuyển vô nè các bạn. Quan được hai cái dĩ cầu luôn. Rồi máy này cũng di chuyển vô luôn các bạn ơi. Rồi cái dốc này mới gắt nè. Sẽ chờ xem chiếc máy kéo chở lúa chạy qua lượt hai cái vĩ cầu luôn các bạn ơi. Chiến lúa cuối cùng rồi các bạn. Rồi mấy anh còn chạy vòng ra để kéo vĩ cầu vô nữa. Ôi cội này quá chở các bạn ơi. Chở 4 lớp luôn nè.
cao nên không được chạy né ba cái rào ở dưới đất đó này. Đây đi một chiếc chở cũng rất là nhiều nữa các bạn ơi, đang chuẩn bị lên cái dốc này ha. Đó, lấy cái bao cuối cùng. Chỗ này đi nhiều lần quá, lúng quá trời lúng. Quá mạnh rồi. Cái cột bự quá ha. Anh di chuyển vô nha các bạn. Bây giờ di chuyển trên lộ rồi các bạn ơi. Chuẩn bị đi qua cái miếng ruộng mới các bạn ơi. Cái vỉ cầu này thì mới chát các bạn ơi, dài 6 mét, rất là nặng luôn các bạn, 6 người với thêm một người phụ nữa mà mới bưng lên nổi rồi. Cái cặp đầu này rồi, mấy anh này đang xử lý kỹ thuật là để một cái đầu vỉ cầu lên cái máy cộ, cho máy cộ lui lại rồi cái vỉ cầu nó nhổng lên các bạn. Cái này thì cái kinh nghiệm rất là hay nha. Chiếc máy kéo nè, chở cái vỉ cầu đi nè. Rồi chị gái bị dướng nè các bạn ơi. Này mình chia sẻ cái máy DC70 các bạn. Này mình thấy lên hàm 95 luôn nè. Quá dữ các bạn ơi. Hàm quá bự nha. Rồi máy DC70 độ xuống phà các bạn. Máy này lên cái hàm 95.
máy DC70 đang di chuyển ngay xuống phà các bạn ơi. Máy này mình thấy cái tem thì nãy máy của anh Hiếu Nghĩa nè các bạn. Cái anh này ở Gạch Sỏi ấy nè. Phà rất là rộng luôn các bạn ơi. Đây là chiếc máy kéo chở thủy cầu ha. Rồi máy xuống này sẽ di chuyển qua cái cánh đồng bên kia các bạn ơi. Rồi hai chiếc máy Kubota độ thì hiện tại thì chạy ra tới ngoài đồng các bạn ơi. Thì mấy anh chuẩn bị tháo cái dĩ cầu để bắt qua bên đây các bạn. Một xíu nữa thì cắt cái miếng ruộng này. Rồi di chuyển chiếc máy kéo xích tới khỏi. Rồi chiếc máy cộ của anh kia cũng đang di chuyển nha các bạn ơi. Mấy anh này thì vừa cắt xong là phải gom lúa xong luôn các bạn, rất là nhanh ha.